Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức nhanh nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái nhé. Fan của Sơn Tùng MTP và Jack tiếp tục có màn khẩu chiến trên mạng xã hội. Từ lâu, fan của Sơn Tùng và Jack đã ngầm cạnh tranh với nhau. Một bên ra sức bảo toàn vị trí số 1 cho Sơn Tùng MTP, một bên quyết tâm giúp Jack phá vỡ những kỷ lục trước đó. Trạng thái căng thẳng giữa hai fandom là điều bất kỳ ai cũng có thể thấy được. Bất kỳ khi nào hai cái tên Sơn Tùng MTP và Jack đứng cạnh nhau, chắc chắn sẽ nổ ra một trận khẩu chiến căng thẳng. Và lần này, vấn đề được lôi ra tranh cãi tưởng như không ai quan tâm, nhưng cũng đủ khơi mào trận chiến giữa hai fandom hùng hậu bậc nhất V-pop hiện tại. Độ phân giải giữa hai MV Chúng Ta Của Hiện Tại và Đom Đóm. Cụ thể, nhiều người hâm mộ của Jack đã chỉ ra, MV Đom Đóm của Jack có độ phân giải 4K, trong khi Chúng Ta Hiện Tại của Sơn Tùng MTP cao nhất chỉ có 1440 Full HD mà thôi. MV Chúng Ta Của Hiện Tại thậm chí trong lúc công chiếu cũng vấp phải không ít ý kiến cho rằng chất lượng hình ảnh bị mờ, không căng nét như những sản phẩm khác. Trong khi đó, MV Đom Đóm sở hữu những khung hình lung linh với độ phân giải lên mức cao nhất. Fan của hai bên vẫn đang tranh luận gay gắt, đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào tối ngày 26 tháng 12, Jack chính thức trở lại đường đua V-pop với sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm mang tên Đom Đóm. Bản demo của ca khúc này từng được Jack tung ra cách đây một năm, và sau khi dốc hết tâm sức hoàn thiện, Jack mới tung ra sản phẩm này để dành tặng riêng cộng đồng fan Đom Đóm. MV này cũng là sản phẩm âm nhạc có lượt xem ở thời điểm công chiếu nhiều nhất của Jack, với con số hiển thị là hơn 295.000 và hơn 300.000 số liệu do Jack công bố. Sau 17 giờ công chiếu, MV Đom Đóm của Jack đạt hơn 7,5 triệu lượt xem và đang đứng top 2 trên top thịnh hành của YouTube. Giữ vị trí top 1 trên top thịnh hành vẫn là MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng MTP với hơn 33 triệu lượt xem công chiếu vào 6 ngày trước. So sánh với bản demo Đom Đóm của Jack cách đây 1 năm thì MV chính thức còn thua nặng về thời gian cán mốc top 1 trên kênh YouTube. Còn nhớ, chỉ sau khi tung bản demo Đom Đóm 4 giờ đồng hồ, đoạn clip này đã bứt tốc leo thẳng ngôi vị dẫn đầu top thịnh hành và lập kỷ lục top 1 trending nhanh nhất lịch sử V-pop thời điểm lúc bấy giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.